mẹ ăn không? Thế thì giá cá được ha. Hai cả nhà, mến chào đại gia đình thân thương. Chị Hương chia sẻ bữa cơm chiều của em cả nhà ơi. Chị Hương này, thằng này là con ốc hương đó nha. Ốc hương nè. Rồi là ốc ma. Em gọng được 3-4 bữa. Em muốn nó sạch đây ha. Mấy trái dưa leo. Rồi mới cà phê. Phi với con này là con cá lóc nè. Lóc hồi sáng em cống câu dính chiều này. Em cà phê với cá lóc này em muối xương sơ. Xương sơ làm cho nó dễ chiên không. Sau cái mình chấm với nước mắm mần. Mình ăn với dưa leo. Còn cái ốc này thì luộc chấm. À, luộc giấm ăn với muối tiêu chanh ha nha. Rồi chuẩn bị vô bếp ha. Một lát nữa ăn dưa leo không thì em đi bẻ mớ rau giúp cá. Ở ngoài hè có mớ rau giúp cá, ăn lát em đi bẻ ha. Em giúp cá xong cái mình quay cho đi bẻ rau cho nha. Rồi chúc cái nhà mình ngày mới ăn vui hạnh phúc thành công trong mọi công việc luôn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ vợ chồng em ha. Em không có thích con cá giòn thôi nha. Em chiên mấy con cá nó mềm mềm thôi. Mấy con này nó chiên mềm nè. Nó mềm. Một lát em chiên cho đó con hay con giòn em ăn. Em đang thích giòn. Bữa nay em bắt nhà em để cả nhà. Má thằng cháu đặng cháu nó còn nhỏ nó mới có mấy tháng. Quậy quá, đằng này em quay cái mở máy lên quay cái nó nghe tiếng dính hết trơn. Giờ em mở nhạc ha. Nó dùng quá trời nhiều cả nhà thông cảm đi. Nhưng mà không có nha, không có cái gì để dàn nó lại thì chỉnh sửa nó không còn hay nữa. À lại bỏ cái nhạc nó vô. Nhưng mà cái nhạc đó là cái nhạc không có bản quyền nha. Nhạc đó là nhạc miễn phí. Là em lấy em chạy vậy luôn đó. Khi nữa em chỉnh sửa em không cần có nhạc nữa. Cả nhà thông cảm đi. Tại vì nó kẹt như vậy rồi làm sao không để cũng không được đó. À, cháu cứ la miết rồi cứ lựa nghe cái lúc quay cái nó la không không để được. Ê. Em hái rau giúp cá ha. Hồi nãy em nói em cho hái giúp cá. Cái mấy hè cả nhà, hè nó có bừa bộn cả nhà thông cảm nha, tại vì ở quê mà nó cũng phải có cây cỏ rác đâu này kia, nó không có được sạch như mình thành phố. Tháng mưa này nó cũng khó dẹp lắm.
Cao này thì ok luôn, khỏi sợ phân thuốc gì hết. Đây nữa nè. Nhiều dịp cá. Thôi bà. Dịp cá có mùi thơm thơm. Thấy trong cái thùng này mình nó còn tốt mà. Nói chung cũng không tốt không nha, nó hơi vàng, nó phèn. Nó có phèn. Đó, em má có cái bài hát này má hoài luôn đó. Đó, nó hát chút, nó hát hết cái nó lặp lại nữa. Chứ giờ để khi đang quay cái nhỏ nó la vô cái không được, sửa cái hư cái video uổng luôn á. Em toàn cắt bỏ không. Cho nó có nhạc vô chút xíu vậy đó. Giống như nó nhạc đệm vậy. Đây nó không tốt không nha, đây lá nhỏ nhỏ. Nửa mấy cọng bự bự này ăn trước rồi. Mọc đại. Mọc cũng mọc sen. Phải xíu nè cả nhà. Nhìn xíu còn nhiêu đây nè cả nhà thấy không. Nhiêu đây là ok luôn đó. Cái nhỏ này mới ăn lắm. Không dưa leo đâu thì đổ ra đây ngâm nước nó đi. Mưa đổ nó có ba cái sình nó văng lên đó. Ngâm nước nó. Ngâm cho đi coi cá này một tí một nữa. Dĩa cá ngon đây nè. Đó. Thì nó ok luôn nè. Đang chiên con cá rắp này nữa thì chín càng rồng luôn đây nha. Rồi món ốc, ốc hương đây nha. Đây nè. Ốc hương nè. Đó, mở vô em luộc cái này nó nổi lên nè, đổ giấm vô cái nó nổi lên cái bọt nó lên. Luộc cho nó chín nó luộc có giấm. Con này cái nhớt dữ lắm á. Nhà mình có giấm ăn á, mình giấm ăn hay giấm gạo gì đó. Mình lột cái mình bỏ vô là nó không còn nhớt không. Cơm cả nhà ơi. Đó, chiều ha. Có rau nè, dưa leo nè, cá chiên, ốc hương, hương luộc giấm cả nhà. Chị ơi. Mấy đứa nhỏ em nó mê ốc hương. Chào cả nhà nha. Mời cả nhà ăn cơm với đình em nha. Con mời ông bà cô chú ăn cơm với gia đình con. Con mời ông bà cô chú ăn cơm với con. Con mời ông bà cô chú ăn cơm với con. Nhắc luôn rồi trời. Đói hả? Đói gì vậy? Rồi có con vịt em gọng nó hơi ồn nữa nha ha. Kêu nha. Tại nó cho nó ăn nó trong chuồng nó về. Rồi ăn con. Thì dĩa cá được thôi. Em dĩa cho nó đi. Sụt cái dĩa gì leo xíu sát lại phấn có con phấn. Sát vô cái kẻ đó đó. Rồi quý con đừng có lo bẩn quá. Vậy đi con. Nữa sát cái dĩa mắm vô kẻ đó đó. Vậy cũng được, nó dĩa tới đó mà không biết sao. Không có lấy cái dĩa đó. Để mày dĩa cho con nè. Anh khứa ra nó dĩa cái nó bởi á. Mưa tới rồi. Trời mưa rồi ngươi. Trời ơi đừng mưa không trời ơi. Bữa nào ông cũng vậy trơn. Cái siêu sản ăn cái lò ông chuyển rồi. Ông mướn mắt chị không biết. Ông không thích mình hay sao.
cho con cái chén rồi thôi, con tự vẽ thôi con. Ừ. Ngoài này thì ăn dục đại luôn, khó quá chén. Con không có cái chén nè. Ừ. Con ăn cơm đi, ăn rồi ăn ốc hương. Không sạn cái gì. Gì vậy? Ăn đi. Tính ta hả? Hay những gì của mũi? Cá lóc đâu à? Cá lóc cũng câu á. Cho cả nhà coi cần câu của em à. Đó, cần câu đó. Câu có cái lon rồi đó. Cắm được có một con một. Cá nhỏ. Ngày kia bữa đó mình câu quá tràn luôn. Con cắm hồi nãy em dính nãy luôn. Con hồi sáng. Con đi qua ngày ngày. Ngày luôn nè, mới cắm xíu vô dính rồi. Chuyển mưa tới thu rồi. Thôi mấy vậy. Thôi cô chú anh chị và các bạn ăn cơm với gia đình em ha. Chuyển mưa tới ăn xíu trời ngồi chạy. Ngồi xe ngoài này tới sáng rồi. Hôm nào thấy em chạy chỗ là mưa rồi. Ai thấy vậy có dao nào con ăn được rồi con. Nè. À con ăn đi. Dưa leo đó con ăn đi. Nè cái lá nè. Ăn được cái lá rồi. Ừ, nãy quên vậy cái chớ cái đó ở mặn cá lóc nữa nè. Cũng có thịt nhiều á. Ngon chút ăn quá. Cơm chút đi. Cơm rồi cho ăn. Ăn được ăn đi anh nói vậy. Không có. Tại người nhắc này lễ mình đụm vô. Dính đụm. Cái nấm khì á. Không được á. Không có thời gian. Em được anh nhắc này em về em ăn đâu lâu lắm á. Tí ăn làm trước á. Tính đâu cũng quay không? Đó, thiệt đó. Chẳng có cá. Cái gì cá lóc ăn con, cá lóc lóc chưa? Dạ. Không mưa ràng dữ à cái gì chuyện á chuyện dữ rồi mà không biết mưa nãy cũng chuyện này thôi đó. Ừ. Trong đầu có mưa cái nãy tính năng ở trọng năng mười mấy phút thôi chắc không thay đổi không đang từ từ thoải mái hơn nắp quá mưa sợ cứ ăn gì nuốt không kịp. Cái gì đó, nghiệp nữa. Con ăn được bỏ đi, con ăn cá lóc rồi. Cái xương á. Con hẹ có cạn ngon đó. Đúng hả? Để em cắt hẹ nhà được mấy cọng rồi.
cái này khá là mềm mà. Đầu la đi. Giờ tiếng la cạp 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 á. Hai con nhịn vậy không? Nhịn đi. Ôi giời quá em ơi. Ở đây nó động ra đó. Chứ hôm em đâu la đâu đúng không? Để ăn không đủ đi. Trời con cá. Cá bự kìa. Con cá nó dữ trời lắm á. Chim anh. Không cắm không được. Bữa đó câu câu mấy ngày trời được không ăn mà cắm không ăn. Khôn á. Con cá bự rồi. Cá đó ký anh à. Cá này cao 300 gram mà. Cá quá trời mà hết đi nha hả? Ừ. Rồi 600 gram là bự rồi đó. Dính luôn. Muốn dính cậu luôn mua khó. Nó bự cái con lắm á. Cá này ghê. Cá bả hay gì á. Đâu phải bèm rồng đâu. Bắp nó lên nước luôn. Làm sao bắt nó được? Em cắm không ăn cho bắt được. Anh thấy người khác cắm ăn. Dạ bữa nó cắm, em cắm ăn. Cắm ăn ngày đi, cắm ăn đêm thì nó dính không hay. Đúng rồi, ăn ngày thì chắc nó khó ăn. Nó đâu ăn. Không được, mình thấy mình hỏi nó động nó kêu á. Tao cứ tìm mày đừng có la mày. Có thi ăn ăn rượu lên coi. Ăn nó khỏe. Ăn từ từ hả? Nồng quá. Ăn bới ăn chả bới đâu người ta. Ăn cái đó đi. Năm rưỡi hả? Cày đừng mưa là được. Được rồi, tao nhường cái mày nói đó. Đừng có cạp nữa. Chỉnh kia mình cạp nữa. Ừ, gái đi. Nói ăn cho mập lên. Bỏ ăn cho bỏ cho. Nhiều không? Nhiều không? Đó, đứa con ăn đi, đứa nào ăn ốc mà người biết ăn đi, khó kìa. Bỏ phi anh dễ cái cách nó ăn không? Cạp hoài. Cạp từ từ. Để bữa tao cạp cho. Không có. Con vịt nó đàn không bắt. Con vịt đây. Nhắc bắp. Nhắc tới bắp nó nổi liền. Phá mọi người. Ăn chứ. Ăn chơi lỡ cho. Gỡ cho nó. Gỡ nó ăn chứ. Không, đang ăn cơm. Gỡ cho em sao. Chẳng gỡ cho. Gỡ được không? Con cái ốc biến rồi mất. Con gần mất ăn nha. Con ăn sao? Ừ, con ăn. Con ăn chưa hai con. Ừ. Gắn ở đầu, gắn ở dưới mà. Trên cái đoạn đó đó, cái chỗ giống như ốc cái vàng vậy đó. Đã qua hết chưa rồi? Đỡ ra nhìn cứng lắm. Có sao? Ừ, đỡ luôn. Ghê. Em không biết cái gắn ở chỗ nào luôn anh à? Biết. Em tính là không có gắn hả? Hả? Chịu ngang yên ngổn một chút. Đỡ ra có sao đâu. Sợ nó ăn này kia. Rộng nó sạch rồi, mới gắn cứng lắm. Thấy ra quê hả? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Lúc ra. Cái găng đó. Cái găng thứ mà. Mình trồng rau này kia rồi nó cắn ngang mấy cái trần. Mệt nó hay á. Ừ. Trồng rau nào mà nó cắn, mà cắn non không nha. Ừ. Cái dạ nó cắn. Giống như mình vậy, già đâu ăn rau nổi nữa. Ăn mà còn non chứ. Nó muối là sạch sạch.
nó không biết đợi mà. À, mà nó không nhát ra. Biết à, không ăn nhiều không? Không còn đâu. Em ăn gà rồi. Nhậu ba dư luôn. Dừa lắm á. Không no rồi. Múc mới hai chén thôi. Vì tôi ăn hết hả? Ừ. No. Cái này là muốn no rồi. Được rồi. Không ăn nhiều nữa. Một lần ăn nhiều thì hôm nay ăn lưng lưng vậy là nó cũng no rồi. Dưa leo này không ăn trơn hả ta? Cô ăn đi nhịn gì? Dưa cá luôn hả? Ăn tóc luôn hả? Dưa cá được nè. Cá ngon mà. Con có tầm không? Đi ra cái tầm cho lễ cho. Lễ cái này mưa rồi, tối rồi. Chạy em kìa. Đi con bự nha. Ừ, nhảy qua đây. Nó kêu chậm quá. Con cứ ăn ốc. Con mày hả? Trời ơi. Con sợ nó còn ăn, anh kính ăn ốc. Gì? Con sụi á, nó có ăn đâu. Con ốc này dễ vậy nè. Ê! Con đang ăn. Thử con ăn, thử con ốc. Ốc bùi vàng con mà. Cái này ốc hương mà. Ốc hương nhiều đó. Ăn không? Không. Rồi sao con ăn gì? Ốc hương thì nó mới ăn cái gì á. Chấp. Không, ẩm ẩm. Thấy là nướng nè. Nướng nè. À, ẩm nè. Bưởng lên. Ừ, cho con nè. Con chấm với muối tiêu này nè. Biết không? Chấm muối tiêu đó đó, không có ca đâu. Ừ, chấm với đây nè. Chấm hơi hơi thôi. Ăn quý nằm con quý. Ừ. Con ăn hả? Ăn không? Trời ơi mày. Không ăn luôn. Ngon không? Ngon không mà. Không biết nó mê lắm chứ. Để chấm đi. Nè, không biết nè. Chèn ơi. Con này ăn lên thuốc á. Nó có luộc dưới giấm ở đâu có nhớ tới đâu. Không queo à. Nó bắt dừa đúng không? Ủa, ra hết rồi. Ừ, con gói đi. Đây con sạch con gói mẹ luôn. Nó dễ tan lạc luôn. Không mới ăn, thấy không nè. Cay nước dừa. Ơ, cay quá. Nè, cho con à. Ăn cay hả? Mình đi gói muối tiêu quên. Cay. Con gì à? Gì mà cạp cạp vậy? Con dạt á. Con dạt. Nó kêu đó. Dạt 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 nữa. Nè, nói em phá thì kêu rồi gì? Cái rồi. Cái em quên. Con gì á? Cò dạ dạt. Cò dạ dạt hai anh em được. Lúc trước là hai anh em đó. Cái kìa. Không biết. Con sợ với dạng hai loại mà. Sử tích nó vậy. Đến cò tre. Trời coi kìa. Hả? Mưa trên đó kìa. Giết đi mưa anh ơi, nó không kịp á. Chào thì chào sớm sớm đi, lấy hồi có công vậy chổng. Để mà lấy mấy con ốc nữa. Chắc chưa thế. Ấy con cò tới rồi kìa, vừa về đó chứ. Ừ, trắng hết trơn kìa. Tỉa thì thấy được. Chắc ăn đi quý, cho bỏ chỗ bao thi kìa, chỗ chứ ba con á. Ta mà không chấm. Không mà cây đâu có cây, không con chấm dừa thôi, con đừng lụi quá, nãy cho chấm quá. Nãy cho chấm cho quý chấm mạnh tay á. Nó ăn chấm nước mắm á. Cây. Ta là mềm hơn. Cái hai con chấm nước mắm còn. Con ăn dược gì con ăn, con mắm quá, nước mắm đi. Mắm rồi hả? Ừ. Nè, đấm nè, cho đó. Đấm đậm đà hơn. Đi ngọt. Mà đâu, bữa nay ăn vậy đâu có ăn nữa đâu, lâu lâu mới ăn lận.
Không lần nữa lại mình dục quá, mình lần nhóc hết trơn mà. Rửa tay. Ngon Thi, cha mượn đi, cha mượn cái Thi, cha mượn cái ly. Cái Thi à? Ừ. Nếu uống nước dừa nha, sáng bẻ được hai cháu. Màu dừa. Thôi video gia đình em tới đây cả nhà. Nhà thấy buổi chiều đơn sơ cả nhà ha, mà ngon. Nhà ủng hộ cho chồng em, gia đình em một like, đăng ký một chia sẻ luôn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều ha. Chúc cả nhà luôn ăn vui hạnh phúc, thành công trong mọi công việc luôn. Bye bye cả nhà, mình hẹn cả nhà mình video sau luôn ha.